Hôm nay thầy Vũ sẽ hướng dẫn cho các chị học viên đang định cư ở bên Nam Mỹ một cái buổi tập để tăng thể lực cho tay vai và cơ bụng với lại là handstand nha. Cái bài đầu tiên để tập cho lực vai là bài chúng ta sẽ bending forward là gập trước và sau đó chúng ta sẽ đổ người tới đằng trước ha, lean forward tới cái mức nặng nhất có thể và sau đó chúng ta đẩy về. Tới hít vô và về thở ra. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chuyển liền qua tập bụng, qua tư thế tấm ván cao nha. Tư thế tấm ván cao chúng ta cố gắng siết chặt bụng và đẩy cao phần vai. Thì lên handstand chúng ta cũng giữ y chang như vậy luôn nha. Chúng ta giữ cái tấm ván cao như thế nào để cho nó hình thành cái thói quen và cái phản xạ lên handstand. Rồi sau đó chúng ta sẽ hạ bụng xuống, xuống gần chạm đất nha. Bụng xuống chậm, rồi sau đó cuộn lên cái tấm ván cao lại, xuống chậm, lên chậm luôn, xuống hít vào, lên thở ra. Lúc xuống dùng lực bụng kìm lại, lúc lên dùng bụng gập lên, đó là bụng nó sẽ khỏe lên, xuống hít vào, lên thở ra. Cái lúc mà chúng ta thả bụng xuống là cái lúc đó là handstand không siết bụng, còn khi mà cuộn bụng lên á là nó là handstand siết bụng nha. Với cái bài này các bạn có thể làm 10 lần ha và 3 hiệp rất là tốt cho cơ bụng. Chúng ta nhớ lên handstand chúng ta cũng ráng siết cái bụng vào như vậy, cuộn lên. Rồi sau đó chúng ta bò tay sát vào chân, tiếp tục forward bend, gập trước tiếp. Rồi bò tay sát vào gần chân, thở ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ bò lên handstand nha. Rồi bò lên handstand thì chúng ta ráng lên handstand nè, đẩy cao vai, siết chặt bụng. Hôm nãy chúng ta giữ cái tấm ván cao như thế nào thì chúng ta cũng làm vậy. Nhất là chúng ta mới từ vừa tập cái bài phần cơ bụng, siết bụng xong thì siết đúng cái handstand như vậy luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ép bụng vào trong tường và sau đó đẩy ra lại. Chúng ta mới làm cái tư thế tấm ván cao thả bụng, siết bụng như thế nào thì chúng ta làm áp dụng nó vô cái handstand như vậy luôn, tập cho cơ bụng theo phương thẳng của handstand nha. Vô hít ra thở luôn, vô chậm ra chậm, ép bụng vào tường rồi đẩy ra ha. Thì cái lúc mà ép bụng vào tường là handstand không siết bụng, cái lúc mà đẩy ra là handstand siết bụng đó. Rồi vô hít ra thở, cố lên. Cái bài này chúng ta cũng cố gắng thực hiện 10 lần nha mọi người, nó rất là tốt cho phần cơ bụng và tập cái thói quen để siết cái bụng lúc mà handstand. Rồi một lần nữa rồi chúng ta chuyển qua bài khác. Rồi tốt, bây giờ chúng ta sẽ đưa một chân ra, nhấc một chân ra khỏi tường. Cái chân đưa ra chỉ đúng cái điểm của handstand thôi nha, không đưa ra quá xa, cũng không đưa ra quá gần. Ha, đưa ra đúng cái trục thẳng của handstand và chúng ta ráng ghi nhớ nó. Mai mốt giữ cái handstand đó, ở ngoài cũng đúng cái trục thẳng đó thôi. Ha, không đưa chân quá xa, xa quá nó sẽ đổ qua tới. Còn gần tường nó sẽ đổ về. Ha, và chúng ta sẽ đổi chân liên tục, vô hít ra thở, vô hít ra thở. Chân đổi càng chậm càng tốt, lực càng lên. Rồi rất là tốt, rồi thôi xuống đi. Rồi chúng ta sẽ hít thở 5 hơi thở để nghỉ ngơi, thả lỏng ra. Nghỉ 5 giây, tốt. Rồi sau khi nghỉ 5 giây, hít thở 5 hơi thở rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên tập bụng tiếp với cái bài tư thế tấm ván dài. Lên tấm ván dài đi. Rồi để dài tay ra đây, ráng để dài tay hết mức có thể luôn, đến cái mức nào mà chúng ta thấy bụng chúng ta nặng nhất á. Rồi đẩy cao vai, siết chặt bụng lên, sau đó nhấc một chân lên nha. Nhấc một chân lên, đúng rồi, hạ xuống rồi nhấc chân kia lên. Đó, nãy giờ chúng ta giữ handstand, chúng ta đưa chân như thế nào theo phương dọc thì bây giờ xuống cái tấm ván dài theo phương ngang. Chúng ta cũng làm như vậy luôn ha. Cái chân đưa lên chỉ cần song song với mặt đất thôi, không đưa ra quá cao cũng không đưa quá thấp, đúng cái điểm của handstand thôi. Thì ghi nhớ mai mốt á, lên cái tấm ván dài á, chúng ta giữ siết bụng như thế nào thì lên handstand cũng giữ như thế đó. Rồi tiếp tục xuống hít vào, lên thở ra, xuống hít vào, lên thở ra. Rồi cố lên, tiếp tục xuống chậm ha, xuống gán đặt chân xuống càng nhẹ càng tốt, chân nhấc lên là duỗi thẳng đầu gối, duỗi mũi chân, đúng rồi đó. Mai mốt lên handstand cũng đưa cái chân đúng cái điểm đó thôi ha. Rồi ráng lên một tí xíu nữa, đúng rồi, tốt, chính xác, đúng rồi. Rồi ok, bò tay gần chân vô, tiếp tục gập vô forward bend, gập trước. Rồi tay gần chân xong, chúng ta sẽ nghỉ coi chừng 5 giây ha, hít thở 5 hơi thở, nghỉ 5 giây. Rồi sau đó siết chặt bụng lại, bò lên tường, lên handstand tiếp nha. Cố gắng dùng cái lực vai và cái lực siết bụng nãy giờ mình có để giữ cái handstand. Đó, lên cái handstand, siết chặt bụng, đẩy cao vai trước đi đã. Rồi, giữ tốt cái handstand ra nha. Rồi, siết chặt bụng. Rồi, sau đó chúng ta cũng sẽ bò tay ra luôn. Bò tay ra 4 bước tay hoặc là 5 bước ha. Thì giống như là cái bài hôm nãy, từ tấm ván cao bò ra, tấm ván dài bò vô, thì bây giờ handstand cũng vậy. Handstand rồi bò 4 bước tay ra cho nó dài ra rồi bò vô. Đúng rồi, bò 5 bước thì bò. Rồi tiếp tục bò ra. Đó, tương tự các bạn, ra là hít, bò vô là thở ha. Cố gắng bò cho vai mình nó bền lên, giữ chặt bụng. Rồi hơi tốt, xuống nghỉ tí xíu.
Rồi, sau đó chúng ta sẽ xuống nghỉ 5 giây ha, nghỉ 5 giây đến 10 giây. Hít thở đều, cho tay vai nó hồi phục lại. Ok. Thì sau những cái bài tập vừa rồi á, xong mỗi bài thì cái lực tay vai cũng như là bụng chúng ta nó sẽ khỏe dần lên. Đó, cho nên là sau một buổi tập này thì nó sẽ khỏe lên rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ lên tấm ván cao ha, tiếp tục là tấm ván cao chuyển ra tấm ván dài. Nhưng mà ở mỗi cái chuyển chúng ta sẽ giữ lại ha, từ 5 cho đến 10 giây tùy theo sức của chúng ta ha. Cứ chuyển giao giữa tấm ván cao và tấm ván dài, lúc chuyển á, cố gắng tiếp tục đẩy cao vai, siết chặt bụng và chỉ bò bằng cái phần tay thôi, chỉ di chuyển cái phần tay thôi ha. Ráng ép vai vô sâu để cho vai nó khỏe hơn và siết chặt bụng lại, nó cho bụng nó khỏe. Thì mọi người yên tâm là những bài tập này thể lực lên rất là nhanh đó, và nó cũng giúp cho cơ thể săn chắc ha, không có bị tay vai to đâu, nên là các chị em phụ nữ cứ yên tâm tập những cái bài này sẽ rất là tốt cho cơ thể. Mà khi mà lực của chúng ta được có được từ những cái bài tập này rồi á, thì chúng ta quay lại tập những cái tư thế thăng bằng tay khác ở trong yoga nó dễ dàng hơn đó. Rồi chúng ta cố gắng làm nhiều nhất có thể, bò vô và ra và giữ ở mỗi chặng ha, để cho tay vai nó khỏe lên và tăng được cái sức chịu đựng, cái sức bền nữa, sức bền của tay vai. Rồi cố lên một lần nữa thôi, cố lên một lần nữa, đúng rồi, tốt đó. Rồi ráng giữ siết chặt bụng, đẩy cao vai đó, lên handstand cũng ráng giữ chặt cái bụng như vậy ha, đúng rồi, chính xác, tốt. Rồi giữ tấm ván cao thêm tí xíu nữa, rồi xong rồi tiếp tục bò tay vô gần chân tiếp. Rồi hít thở 5 hơi thở ha. Rồi sau đó tiếp tục siết chặt bụng, bò lên handstand. Thì lần này chúng ta bò lên handstand thì chỉ bò lên handstand co gối thôi, nghĩa là bò lên một nửa ha, không có bò lên hết, bò lên một nửa, co đầu gối. Lúc bò lên thì gối hướng về phía bụng, mông sát vô gót chân, rồi ép vai vô bên trong, không có chồm vai tới, ép vai vô trong tường á, mở vai ra, đúng rồi, tốt, giữ ổn định nó một tí xíu. Rồi sau đó chúng ta sẽ giơ duỗi một chân lên, duỗi một chân thẳng lên, đúng rồi, duỗi thẳng theo cái hướng đó, chính xác. Chúng ta sẽ giữ từ 3 cho đến 5 giây, sau đó sẽ đổi chân ha. Đó, co duỗi xuống, hít vô, lên, thở ra. Ráng là lúc duỗi lên á, thẳng đầu gối và duỗi mũi chân. Đó, chuyển giao đó, chuyển liên tục xuống, hít vô, lên, thở ra. Duỗi lên đúng cái điểm của handstand thôi. Nó để mốt mình thành cái thói quen mình giữ handstand ở ngoài cũng vậy. Rồi thôi, ok, rất tốt, xuống nhẹ nhàng thôi. Rồi chúng ta sẽ nghỉ từ 5 cho đến 10 giây ha. Hít thở, cứ hít thở, cảm nhận tư thế lại, cảm nhận lực mình nó mới vừa lên sau cái bài tập vừa rồi nha, tay vai, bụng, lưng, nó toàn thân. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm ở dưới đất, mô phỏng theo là cái tư thế con mèo mà đầu gối không chạm đất ha, đầu gối không chạm đất. Nó thì nó cũng mô phỏng theo cái handstand ha, nhớ duỗi mũi chân ra luôn. Thì cái này á, để ý cảm nhận tư thế siết phần bụng và cảm giác cái đùi mình nó cũng lên lực nữa. Rồi giống như cái bài hôm nãy là cũng duỗi một chân ra ha, duỗi một chân ra theo phương ngang song song với mặt đất. Rồi đổi chân giống như là hôm nãy mình làm theo phương thẳng của handstand, co gối duỗi lên á, thì giờ theo phương ngang nó co duỗi ra. Cố gắng mỗi bên giữ từ 3 cho đến 5 giây. Theo bụng thấy thì cái giữ ngang này thật ra nó nặng hơn là cái giữ thẳng ha. Nó mỏi nhiều hơn, bụng phải siết nhiều hơn, đùi phải chịu lực nhiều hơn là theo phương thẳng, cho nên nó rất là nhanh mỏi và nó sẽ lên lực rất là nhanh. Rồi đúng rồi, cố lên, không để rớt bụng nha, siết chặt bụng cho bụng khỏe lên nè. Rồi cố gắng lên mỗi bên chân thêm một lần nữa thôi. Rồi cố lên, giữ từ 3 cho đến 5 giây. Cố gắng lên, siết chặt cơ bụng lại. Đúng rồi, tốt. Ok, cố lên gần xong rồi, còn một bên nữa thôi. Rồi, đúng rồi, nhớ hít thở đều mà. Hít thở đều, đúng rồi, cảm nhận tư thế. Cảm nhận bụng mình siết, đùi mình siết trong lúc mình thực hiện cái bài tập này nha. Rồi, tốt. Rồi ok, bây giờ dùng những cái lực mình có nè, bật lên handstand giữa tường ha, bật lên handstand giữa tường đó. Thì chị học viên này hôm bữa là mới tập bật lên handstand giữa tường thôi, vẫn chưa có thuần thục đâu, mà hôm nay mọi người thấy không, tức là tập về cái phần thể lực tay vai bụng nó khỏe lên rồi á, bật lên rất là nhẹ nhàng đó. Thì mọi người chưa bật lên giữa tường có thử tập theo cái này thì sẽ thấy bật lên là được à. Rồi bây giờ cố gắng là duỗi một chân ra, đưa một chân ra khỏi tường thử coi, bắt đầu tách ra chân ra khỏi tường ha. Đổi chân liên tục á. Tốt. Rồi, ok. Chúng ta sẽ làm từ 2 đến 3 hiệp ha. Tiếp tục hiệp thứ 2 ha. Cứ nhấc chân ra khỏi tường rồi đổi. Nhấc một chân ra khỏi tường rồi đổi. Nhớ nhấc ra đúng cái điểm của handstand thôi nha, không nhấc ra quá xa mắt con nó rớt xuống ha, đúng điểm handstand thôi.
Rồi, đến với hiệp thứ ba ha, chúng ta sẽ nhấc từng chân ra và giữ lại, không có đưa vô nhanh quá. Nhấc một chân ra, giữ lại. Trong lúc giữ ráng cảm nhận là cái điểm này là điểm của handstand nè, thì mốt chúng ta đưa chân ra ngoài nó cũng vậy thôi ha. Đưa ra ngoài đúng cái điểm của handstand, giữ từ 3 cho đến 5 giây. Rồi đưa nhẹ vô trong tường, rồi đổi chân. Nhớ siết chặt bụng và lưng trong lúc mà đưa chân ra nha. Rồi rất tốt, ok. Đó, nãy giờ là chúng ta tập đã được 10 phút rồi đó mọi người. Đó, bây giờ tập những cái bài bổ trợ thêm mà không có chống tay nữa. Chứ hết là cái bài lên tư thế chiếc thuyền ha, hollow body hold. Và sau đó chúng ta sẽ làm cái sit or kick, tức là chúng ta sẽ cắt kéo, chúng ta sẽ đánh chân lên xuống, đánh chân lên xuống á. Đó, đúng rồi. Đó, cái này nó mô phỏng theo cái tư thế giữ bụng của handstand thôi ha. Lên handstand cũng siết cái bụng như vậy, nhấc tay nhấc chân lên. Đó, đánh chân. Rồi làm nhiều nhất có thể. Rồi đến với cái bài cuối cùng là tập sức bền và sức chịu đựng cho cơ vai, là bài handstand. Giữ cơ bản cái handstand á, úp bụng vào trong tường. Và sau đó duỗi mũi chân ra. Ép vai vô trong tường, đẩy cao vai lên và giữ lâu hết mức có thể để tăng sức chịu đựng cho vai. Rồi cố lên, giữ đi gần xong rồi. Đúng rồi, tốt. Siết chặt bụng và lưng nha. Trong đầu mình ráng mường tượng cái handstand chuẩn phải như vậy, để mai mốt chúng ta bật lên handstand nó thành cái phản xạ, nó siết đúng vậy luôn là cái handstand mình sẽ tốt. Ok, hy vọng video này sẽ giúp ích cho quá trình tập của mọi người nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.